Hồng tuyết qua nét sang trọng y thiết kế án dài đỏ trang trí họa tiết kết cường công phu. Trăm cài đầu thiết kế tinh xảo được chọn lựa để mang tới sự hoàn hảo cho sale đồ theo phong cách cổ trang. Án dài cách tân được biến tấu phần tay mang đến sự mới lạ cho trang phục truyền thống. Chất liệu doan lụa đỏ được chọn lựa để mix cùng dải in hoa lá, chim muông. Thay vì phần tay rác lan theo phong án dài truyền thống, trang phục đi tiệp được làm mới bằng phần xếp bèo nhúng theo dáng tay cánh tiên. Kỹ thuật thêu tay thủ công được áp dụng để mang tới bộ cánh trang trí hoa lá bắt mắt. Án toàn trang trí hoa thêu ruy băng dễ mix cùng các trang phục tông đen để giúp nàng ấn tượng tại các sự kiện. Ngoài các mẫu giấy án khai thác từ phong dáng án dài truyền thống, Hồng Tuyết còn chọn thêm kiểu giấy vé tay bồng để khiến bộ ảnh thêm phong phú. Hồng Tuyết muốn theo đuổi con đường diễn xuất và trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Hồng Tuyết chia sẻ, tôi đã khá thành công ở cuộc thi hoa hậu và bản thân sẽ phải cố gắng biến hóa đa dạng hơn để phù hợp với nhiều vai diễn. Biết đâu tương lai, mọi người sẽ gọi tôi với cái tên diễn viên Hồng Tuyết thay vì người đẹp.